chúng ta có một cái bảng từ bốn động từ và chúng ta có các danh từ đấy. Chúng ta hãy tìm và ghép những cái động từ này đi vào đúng cái vị trí của nó trong vòng 1 phút. Những từ mới này thì chắc chắn không còn xa lạ gì với các bạn rồi đúng không nào? Cô gọi nha. Câu số 1 là gì nào? Hoàng. Em đưa cô câu số 1 là schedule, Chính xác, cụm này có nghĩa là gì? là lịch trình của cuộc họp. No, động từ mà em. Sao lại là lịch trình của cuộc họp được? Động từ mà. Lên. Lên lên lịch Lên, trình. em đang lên lịch họp. Em đang làm lịch họp là được. Rồi, câu số 2 nào, Vân Anh nào. À đúng rồi, chúng ta có là approve là đợi phê duyệt một đề xuất. À chúng ta có từ proposal. Âm đầu tiên cũng là ơ nhá. Proposal là lời đề xuất, sự đề xuất. Approve là phê duyệt. Rồi, câu số 3 Nhung nào. Câu số 3 là refer. Khi ta nhắc tới từ refer to nhá, nó đi với giới từ to, tức là chúng ta sẽ dịch là tham khảo một cuốn sách. Đấy, ta dịch là tham khảo nha. Đúng không? Chứ đây không phải là xuất bản nó là publish. Cuối cùng thì dễ rồi đúng không các bạn? Nó là purchase a ticket. Hoặc là ta có thể dùng một từ khác rất là quen thuộc, đó là buy a ticket thì cũng đều được các bạn nhé. Dùng những cái cụm từ này thì nó rất là gì ạ? Natural, tự nhiên này. Và nó đúng theo cái phong cách của người bản ngữ người ta nói. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái thử thách số 2, cũng liên quan tới cái phần cụm từ cố định này, nhưng nó sẽ hơi khác một chút và dài hơn một chút. Chúng ta có các động từ install này, address này, provide này, prohibit này. Đấy, nó dài hơn và nó hơi khó hơn. Chúng ta cũng sẽ có 1 phút để tư duy lại cái kiến thức chúng ta đã học và làm cho cô cái bài tập này. Rồi, câu số 5 nào. Provide. Chính xác, provide you with benefits. Chúng ta có một cái cấu trúc như sau: provide này cộng với somebody là cung cấp cho ai, cái gì thì chúng ta sẽ dùng với giới từ with. Mặc dù chúng ta không dịch là với nhé, nhưng mà provide you with benefits tiếng Anh nó là như thế, mà từ with thường sẽ là với, nhưng khi chuyển sang tiếng Việt thì chúng ta lại không dịch, chúng ta chỉ nói là cung cấp cho bạn nhiều lợi ích. Câu số 6, đáp án là adjust to a new environment. Cụm này có nghĩa là điều chỉnh phù hợp, để phù hợp với môi trường, hay còn nói cách khác là thích nghi với môi trường mới. Tiếp theo câu số 7 nhé, là chương trình mới thì nó là gì nhỉ? Install a new program, tức là gì ạ? Cài đặt chương trình mới, được chưa nào? Install, đấy là chúng ta sẽ dịch từ install là cài đặt trong trường hợp ta sử dụng với các cái thiết bị điện tử, máy tính. Thế còn nếu mà ta lắp đặt những cái thiết bị như điều hòa hoặc là gì đó thì ta sẽ dịch là lắp đặt. Và từ cuối cùng là prohibit from using a phone, thì chúng ta lưu ý cái giới từ from với cái động từ này. Prohibit có nghĩa là cấm đoán, tức là gì ạ? Cấm đoán sử dụng điện thoại đó. Chúng ta cũng không có dịch cái từ from là cấm đoán từ việc sử dụng điện thoại, nghe nó ngang đúng không các bạn? Tiếng Việt mình không có nói như thế, thì ta sẽ dịch là cấm sử dụng điện thoại. Đó, vừa ngắn gọn mà vừa rất rõ ý.